Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về Santal 33, một chai nước hoa iconic của nhà Le Labo. Đầu tiên thì mình nghĩ là ở đây rất nhiều anh chị em, thậm chí là hầu hết ai cũng biết đến nhà Le Labo rồi đúng không? Một nhà nước hoa niche rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Có thể mọi người đã biết hoặc chưa biết thì mình cứ giới thiệu sơ qua một chút về nhà Le Labo nhé, để cho những anh em nào là tấm chiếu mới có thể biết thêm một chút về nhà nước hoa này. Le Labo có nghĩa là phòng thí nghiệm, và các store của Le Labo nó đều được thiết kế theo một cái concept là phòng thí nghiệm luôn. Thì khi các bạn đến đây, các bạn sẽ bắt gặp rất nhiều những ống thí nghiệm, những cái lọ thủy tinh, những chai lọ lọ, nhìn y hệt như sách giáo khoa môn hóa luôn. Còn những chai nước hoa của Le Labo thì nó có một cái thiết kế rất đơn giản, rất cơ bản, một cái kiểu design rất đặc trưng của Le Labo. Thì xấu hay đẹp tùy mắt mọi người, cái này thì chúng ta không bàn đến. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chi tiết về chai nước hoa này nhá, Santal 33. Thì cái Santal ở đây tức là sandalwood là gỗ đàn hương, còn 33 thì là số nguyên liệu để tạo ra chai nước hoa này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xịt nó ra nhá. Oh man, thành phần chính của Santal 33 là gỗ đàn hương, gỗ tuyết tùng và da thuộc. Ngay khi xịt ra thôi thì chúng ta đã biết đây là một chai nước hoa có base là gỗ rồi, toàn gỗ là gỗ rồi. Và cụ thể ở đây thì là gỗ đàn hương. Cái mùi đàn hương ở trong này nó cứng cáp, nó trong trẻo, nó sạch sẽ và nó có một chút gì đó creamy. Nó mang đến cho chúng ta một cái màu sắc nó khá là tươi sáng. Có nhiều người cho rằng mùi hương của Santal 33 nó giống như mùi hương của một cái xưởng gỗ, một cái xưởng cưa. Nhưng cá nhân mình thấy nó giống như cái mùi của cái lúc mà chúng ta vừa cưa một cái cây xuống ấy. Nhưng mà cưa phải là cưa bằng cưa tay nhá, không phải cưa máy nó sẽ hơi khét. Phải là cưa tay thì cái mùi nó sẽ giống như thế hơn là mùi của một cái xưởng gỗ, bởi vì xưởng gỗ thì toàn là gỗ khô thôi, nhưng mà Santal 33 thì nó có một cái mùi gỗ nó khá là tươi. Khi mà về những cái nốt hương sau ấy thì mùi hương của chai nước hoa này không biến đổi quá nhiều, vẫn là cái mùi đàn hương chủ đạo này, xong có thêm gỗ tuyết tùng, có thêm một chút hơi phấn phấn và một chút da thuộc. Tất nhiên là cái da thuộc ở đây không phải là một cái da thuộc nó quá nổi bật, chỉ là một cái da thuộc làm nền cho những cái thành phần còn lại thôi. Nhìn chung thì về những cái nốt sau nó sẽ mang lại cho chúng ta một cảm giác nó khá là mịn màng, nó khá là mượt mà. Và có một sự thật đó là đúng, đây là một chai nước hoa độc đáo, đây là một chai nước hoa có mùi hương đặc biệt. Nhưng mà không phải ai cũng thích mùi hương này, và cũng không phải là ai cũng phù hợp với mùi hương này. Khi mà các bạn đi thử mùi hương của chai nước hoa này, các bạn ngửi trên que thử, có thể là các bạn sẽ không thích nó đâu. Nhưng nếu như các bạn mà ngửi được cái mùi hương này từ một người phù hợp, đúng người, thì nó bánh cuốn lắm luôn. Thì một người phù hợp ở đây là như thế nào? Thì cái người phù hợp ở đây theo cái tưởng tượng của mình nhá, thì đấy phải là một người kiểu cá tính một chút này, nhiều trải nghiệm này, và kiểu hiểu biết một chút, kiểu trên thông thiên văn dưới tường địa lý, kiểu đấy. Ngoài những cái đức tính đấy ra mà anh nào lại còn có thêm râu quai nón một tí này, xong rồi nói chuyện duyên một tí nữa thì thôi, phải gọi là thật sự mà nói, nếu như anh nào mà đúng như những gì mình mô tả mà xịt cái mùi hương này thì thật sự là đi đến đâu là hủy diệt đến đấy chắc chắn luôn. Về khả năng lưu mùi của chai nước hoa này chúng ta không phải bàn nữa rồi, nó lưu mùi quá khủng và cái khả năng tỏa của nó cũng ngon luôn. Nói chung là buổi sáng anh em xịt mùi hương này đi cà phê sớm để thành công, xong rồi đến buổi chiều anh em về dắt cún đi dạo thì người vẫn cứ là thoang thoảng luôn. Nhỡ mà có gặp bạn nữ nào xinh xắn mà muốn ra bắt chuyện thì vẫn tự tin là trên người có mùi nước hoa, không phải nghĩ ngợi gì luôn. Về khả năng áp dụng thì mình nghĩ chai nước hoa này vẫn nên sử dụng vào cái thời tiết nó hơi mát mẻ một chút thì nó sẽ hợp lý hơn và nó sẽ hay hơn. Và tuy là hãng có nói rằng đây là một chai nước hoa unisex, nhưng mà cá nhân mình nghĩ nó vẫn sẽ thiên hướng nam nhiều hơn là nữ. Nhưng cơ mà mình thấy chai nước hoa này các bạn nữ sử dụng khá nhiều thì cũng không làm sao cả. Nếu như bạn nữ nào mà muốn cá tính một chút, mà muốn nổi bật một chút thì sử dụng mùi hương này vẫn ok, không sao hết. Còn về giá thì sao? Nó có giá khoảng 165 euro cho chai 50ml và khoảng 245 euro cho chai 100ml. Thì về tay Việt Nam nó sẽ rơi vào khoảng 4 triệu 9 cho chai 50ml và 6 triệu 6 cho chai 100ml. Thì mình tin là sẽ có nhiều bạn giật mình đúng không? Nhìn cái chai như thế này, đơn giản như thế này, có vài dòng chữ trông chả sang chảnh như gì mà nó lại đắt như thế. Nhưng mà mọi người đừng vội giật mình, bởi vì nếu như bạn là một người phù hợp giống như mình vừa mô tả ở trên thì đây sẽ là một chai nước hoa cực kỳ đáng tiền, rất đáng tiền luôn. Nhưng mà mình thấy có nhiều bạn mua chai nước hoa này chỉ vì thấy nó hot và thấy nhiều người khen, thì mình nghĩ như thế là không nên. Bởi vì sao? Bởi vì đây sẽ không phải là một mùi hương dành cho mọi người, dành cho mọi nhà, ai cũng có thể sử dụng chai nước hoa này. Nếu như bạn muốn mua nó thì mình khuyên rằng hãy nên thử mùi hương của nó trước khi mua. Và nếu như các bạn chưa biết thử ở đâu thì các bạn có thể qua XXIV Sài Gòn, có địa chỉ tại 525-44 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, để có thể thoải mái trải nghiệm nhé. Thì đó là cảm nhận của mình về Santal 33, một chai nước hoa iconic của nhà Le Labo. Và mình tin chắc rằng có nhiều anh em đã sử dụng chai nước hoa này rồi đúng không? Hãy comment cảm nhận của mọi người xuống phía dưới. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình hôm nay. Mọi người đừng quên bấm
video nào của mình. Còn bây giờ thì bye bye.